Ồ, đây người đứng múc cháo đó cả nhà. Tô bún à. Bún là bún chay á cả nhà. Bún cua chay á. Sáng giờ mình nấu là bao nhiêu nồi rồi bé con? 3 thùng nữa hả? Mình ở đâu tới? Bánh canh rồi cả nhà. Nhà thấy cái nồi bánh canh không? Dạ. Bánh canh. À, đoàn mình ở đâu tới anh? Mỹ Hội Đông hả? Ở đây là ai trưởng đoàn hả? Trưởng đoàn phụ quán ngồi bánh ăn cuộc. Sáng giờ là mình làm mấy nồi này rồi? 7 nồi hả? Ồ, quá thấy hả? Mình đến đây mấy ngày rồi? Hai bữa rồi mà bữa nay tôi làm bánh canh anh, hôm qua nấu cơm với mấy bún rồi. Hôm qua thì cơm với bún ha. Anh thì đến đây tiếp được 2 ngày rồi đó nha. Thì đãi hôm qua thì cơm với bún, hôm nay thì nồi bánh canh nè. Rồi còn ngày mai nữa ha. Ngày mai là mình đãi cái gì? Cũng bánh canh nữa anh. Rồi cảm ơn anh nha đã. Rồi xin chào. Xin chào anh. Tên của mình là Bình Miền Tây Vlog. Còn tới đây à cô? Cần Châu hả? Mình đến đây mấy ngày rồi? Bữa 20 tới giờ. 20 tới giờ. Cái đoàn này thì đến bữa 20 tới nay cả nhà. Đến đây thì phát nước cho bà con mình đến đây để đi dỗ của ông á. Thì ai khác thì ghé đây uống nước. Mình ở đâu tới đây à cô? An Giang hả? An Giang là chỗ nào à cô? Ở Hòa Lạc, Phú Tân á. Mình đến đây được mấy ngày? Nay đoàn của cô đến đây là 3 ngày rồi đó cả nhà. Đến đây thì để làm cơm chay á, để phát cho bà con mình, ai có đói thì đến đây dùng nha. Rồi con cảm ơn cô nha. Dạ xin mến chào cả nhà. Trở lại video mới nhất của mình. Hiện mình đã có mặt ở tại đình Trung Sơn á, là của đền thờ của còn gọi là Đức Cứu Quảng Cơ. Ông tên là Trần Văn Thành. Ở đây thì có nay thì ngày giỗ của ông kỷ niệm 151 năm ngày giỗ của ông. Hôm nay thì bà con các thập phương ở xa tụ hội về đây để khách là cúng giấy nhiều luôn á. Cầu xin ông được bình an, mua thuận gió hòa. Mình cũng mời cả nhà theo mình vào những cái kỷ niệm của ông để lại. Như hồi xưa ông chống Pháp ở đây, ông ở đây thì cũng có một cái lò rèn, thuộc lò rèn ở Láng Linh, dùng đất An Giang, thuộc huyện Châu Phú. Cái nhà theo chân mình để tham quan. Nay thì ngày giỗ của ông thì bà con đến đây tham quan theo thuận lợi hàng năm thì ngày 20, 21, 22 tháng 2 âm lịch là đây là chỗ dùng Láng Linh của Bảy Thưa đó. Đây bà con thấy bà con đến đây tham quan khá là đông nữa cả nhà. Này thì ngày 21 á. Ở đây là những người ở phương xa tới đây á cả nhà. Ở đâu? Thì người ta ngủ lại qua đêm. Thì ta đem mùng mền chiếu gói nè tới đây ở.
Đây là lò rèn hồi xưa của ông á cả nhà. Đây là những cái vật của ông để lại nè, gỉ sắt lò rèn. Mình mời cả nhà theo chân mình vào bên kia nha. Bên ngoài này thì người ta bán đồ ăn nhiều lắm cả nhà. Trước cổng vô lò rèn thì có một cái tượng hình ông rồng, bên kia thì ông Phụng đó. Đó thì nơi đền thờ của ông á. Hồi xưa thì lúc mà mới mình thành lập thì ở đây còn hoang sơ lắm đó cả nhà, còn nhỏ lắm. Bây giờ ở đây thì người ta phải chu tu bổ lên, làm rộng lớn ra, rất là đẹp. Từ ở ngoài cái con lộ ở ngoài vô đây khoảng 500 mét đó cả nhà. Nhà giờ này là người ta là ít rồi đó cả nhà. Bây giờ nè, giờ này khoảng là 4 giờ chiều á. Lầu đây.
Ở ngoài này thì chỉ là đất ruộng thôi cả nhà ơi. À, mình mời cả nhà đi vào bên trong này ha. Trong này thì có một cái tòa tháp làm như là kiểu một cái gương sen á cả nhà. Xung quanh thì mấy con rồng, rồng đen á. Nhà thấy không, bên kia là cái cánh đồng ruộng đó thì mà máy nó đang xới luôn á. Ở đây là một cánh đồng ruộng hồi xưa là ở đây là hoang sơ lắm, khi ông về đây thì ông đóng quân ở đây. Và bên kia nãy là chỗ cái loại rèn đó là hồi xưa ông rèn những cái dao kiếm á cả nhà. Mình mời cái nhà theo chân mình đi ra kéo cái chạy cơm ha. Mấy bà con này đến đây thì nằm nghỉ là rất là đông. Ở ngoài kia cũng có một cây cầu này để mình zoom lại cho cả nhà xem ha. Đây thì bà con bán đậu phộng này, đây là chả, xôi. Đây bán các món đồ chiên. Cái gì vậy? Đây là mấy cô chú xây chú cá để đây thì nhà cơm ở đây thì cấp thuốc từ thiện. Thì cấp thuốc miễn phí cả nhà. Không mua bán trong khu vực dân sinh chung. Đây thì ai có nóng ho sổ mũi với cầu kia thì đến đây cấp thuốc miễn phí. Đây là đãi nước miễn phí luôn đó, đãi ăn miễn phí luôn đó cả nhà ơi. Đây thì mấy cô mình
lại nước cho bà con đến đây nè. Nước thì uống miễn phí nha cả nhà. Miễn phí. Mình đến đây là bao lâu rồi chị? Dạ em đến hồi sáng tới giờ. Chị hỏi nhà mình ở đây gần đây không? Dạ nhà em ở Cao Lãnh. Cao Lãnh mới qua tới đây luôn. Mình đi đông không chị? Dạ em đi mười mấy người đó. Mười mấy người đến đây mình phát nước cho bà con uống gì đó ha. Dạ dạ. Là chủ đoàn ha, trưởng đoàn. Rồi chào con. Rồi đây là trưởng đoàn phát nước miễn phí nè cả nhà. Cô mình từ Cao Lãnh rồi đến đây nè. À, năm nào mình cũng qua lên ở đây hết á sao không con? Dạ đó, chỗ này đã được 4 tỷ rồi. Dạ, vậy là 4 năm rồi ha. À. Có năm dịch không có thôi. Dạ. Rồi con cảm ơn con nha. Ở đây thì cấp nước miễn phí nè, ăn miễn phí luôn á cả nhà. Bên đây cũng có một chỗ rồi nè. Đó. Nha. Đây là phát nước miễn phí cho bà con đi đến đây cả nhà. Mình ở đâu tới đây à cô? Cần Châu. Ở Cần Châu hả? À. Mình đến đây mấy ngày rồi? 20 tới giờ. À. À, cái đoàn này thì đến bữa 20 tới nay cả nhà. Đến đây thì phát nước cho bà con mình đến đây để đi dỗ của ông á. Thì ai khác thì ghé đây uống nước. À, đây thì tải tôm miễn phí cả nhà. Đây thì những cái phần cơm để cho bà con đến đây ai có đói thì ăn cả nhà. Rồi mấy dĩa không cơm mì à, chào cô à, mình ở đâu tới đây à cô? Ở An Giang. An Giang hả? An Giang là chỗ nào à cô? Ở Bà Lạc Phú Tân á. Mình đến đây được mấy ngày nay là ngày đoàn của cô đến đây là 3 ngày rồi đó cả nhà. Đến đây thì để làm cơm chay để phát cho bà con mình ai có đói thì đến đây dùng nha. Đây nước súp cho con. Rồi con cảm ơn cô nha. Đây thì mấy cái bếp nấu ăn nè cả nhà ơi. Đó. Cái lò nấu nè. Đây thì mấy cô mình thì đến đây rửa chén ha. Đó thì đóng rau củ quả nè. Đây là nhà qua sang bên đây ha, bên đây cũng là cái nhà. Đây thì cà chiên. Cháu nè, cái nhà ơi, cháu lớn lắm á. Ồ đây thì đứng múc cháu á cả nhà. Đây thì có tô bún à. Bún là bún chay á cả nhà. Cua chài á.
Sáng giờ mình nấu là bao nhiêu nồi rồi bé con? 3 thùng hả? Mình ở đâu tới? Bình Thủy tới đây á. Đến đây mấy ngày rồi? Qua nay. Qua nay hả? À. Đi nào mới về đăng? Chiều về hả? Rồi, xin chào nha. À, mình mời cả nhà đi rồi tiếp theo bên đây ha. Đây thì đãi ăn nè cả nhà ơi. Kia thì bán đồ quần áo dài dép và các kiểu luôn như cái hội chợ đó cả nhà. Đây thì cũng có một mâm cơm dĩa sẵn đây nè, thì ai muốn dùng thì tự lại lấy ha cả nhà. Đây thì có mấy bà cô mình đứng làm á. Đây thì cà chua đó. Sáng giờ mình làm được khoảng bao nhiêu rồi con? À, nhiều lắm hả? Cỡ 500kg chưa? À. Thì mấy cô đây thì ngọt cà chua không hết cả nhà. Nhiều anh đây à. Ở đây thì bắp. Đây thì bánh canh này cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái nồi nồi bánh canh không? Bánh canh. À, về đoàn mình ở đâu tới anh? Mỹ Hội Đông hả? Ở đây là ai trưởng đoàn hả? Trưởng đoàn có một quán ngồi thì, bánh, anh thì sáng giờ là mình làm mấy nồi này rồi? Bảy nồi hả? Ồ, quá thấy hả? Mình đến đây mấy ngày rồi? Hai bữa rồi mà bữa nay mới làm bánh canh anh, hôm qua nấu cơm với mấy bún rồi. Hôm qua thì cơm với bún ha. Anh thì đến đây tiếp được 2 ngày đó nha. Thì đãi hôm qua thì cơm với bún, hôm nay thì nồi bánh canh nè. Rồi còn ngày mai nữa ha. Ngày mai là mình đãi cái gì? Thôi cũng bánh canh nữa anh. Rồi cảm ơn anh nha đã. Rồi xin chào. Xin chào anh. Kênh của mình là Bình Miền Tây Vlog. Bình Miền Tây Vlog. Mời có. Đây thì bà con ngồi ăn cơm nè các nhà. Cơm.
Thôi video đến đây kết thúc nha cả nhà. Hẹn cả nhà gặp lại video tiếp theo của mình. Cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cả nhà cho mình xin một like và một chia sẻ. Cuối video mình cũng chúc cả nhà xem video vui vẻ, chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong mọi công việc. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo của mình.